Chúng mày, chúng mày đi ra xe. Mày bỏ tao ra. Em không mua gì ở đây đâu. Danh con này, tao nói cho mày biết này, đây không phải chuyện của mày chưa? Đây mà không phải việc của mày, mày hiểu không? Mày biến đâu? Biến. Biến à? Lên xe. Bỏ tao ra. Đi lên. Tôi nói cho cô biết này. Tôi nói cho mặt cô biết nhá. Thằng kia nói này không có ở đây đâu, không bao giờ cứu được cô đâu, biết chưa? Mày trả thù mày nữa. Còn rồi bố tao biết tao bận gì mày đây. Bộ mặt gì? Đi về. Đi anh chờ chính người anh. Con danh con này mày cút không? Cái gì hả? Dùng hỏi chuyện là mày kéo ra cả. Mấy cơ? Đi. Thả ra. Bỏ tay ra. Thả cái hả? Mày thổ ra. Đây. Thả ra. Thư không về nhá, mày bắt ép Thư, mày hiểu chưa? Tao bắt ép cái gì? Tao bắt ép mày là thằng dụ dỗ mà lôi kéo Thư ở nhà mày. Tao nói cho mày biết này, nhà mày chẳng đi đâu. Mày nhìn nhà nhà Thư này, nhà cao cửa rộng, nhà nhà cấp 4, nhà rách nhiều lắm. Thế tại sao? Này, bạn tao làm gì mày? Bạn tao làm gì mày? Chú ơi, khả năng này anh phải sang nhà Kiên anh lôi bằng được Thư về, chứ anh không thể để này được đâu em ạ. Bây giờ anh sang nhà thằng Kiên đấy, anh lôi cái Thư về, anh đừng cầm cái này đi làm gì. Mày để yên, anh cầm cái này. Mấy hôm anh nhà mình sang ấy, tách cả một lưng anh còn bê còn vết sẹo này này. Anh cầm cái này sang phòng thân. Anh cầm cái này để anh dọa nó, để cho nó sợ, để anh lôi bằng mới lôi được Thư về, chứ không thể để này đâu em ạ. Mà anh cầm cái này đi xong là anh không kiềm chế được bản thân, anh là liều thì sao? Bây giờ anh tách cái này đi, đừng đem đi. Anh cầm cái phòng thân mà không bị gì phải sợ. Còn bây giờ mày đi theo anh, mày sang đấy, không bị gì phải sợ đó. Đi. Anh cầm cái này anh phòng thân thôi nhá, đừng làm liều. Chứ như nào xảy ra chuyện to không được đâu ấy. Ta bảo tao biết rồi. Đi. Sợ sệt đéo rồi, cầm xe phòng thân. Không mấy hôm nó sang nó đánh anh như thế, mày có chấp nhận không? Rồi mà bây giờ đi mình phải để cầm cái gì để đề phòng nhé em. Cứ bên này xem anh em nhà nó đông người hung hãn, anh em mình đấy, kể cả thằng Thưởng thế thôi, thằng Thưởng bây giờ đi với anh em mình có 3 người thôi, bên nhà nó mẹ lúc nào cũng 4-5 người đông như thế. Bây giờ anh em mình sang, anh không muốn kéo đông người, không phải rách việc người ta nhìn người ta dòm ngó. Nhưng mà mình cầm hàng như thế đi mình đề phòng thôi, còn anh em mình đừng ấy dò dò nó thôi, đừng làm gì đâu. Được rồi, mày yên tâm, anh cầm ngay sang anh dọa để anh bắt được Thư về thôi. Chứ không phải nó rụ rỗ Thư, rồi nó đánh đập anh em mình, nó đuổi anh em mình, để anh em mình không tiếp cận được Thư để không cho Thư về được. Sợ cái gì đó? Đó là nhà nó nghèo. Em đợt này anh mà luôn Thư về, này không xong với anh đâu. Tao sang cho nó Thư về. Thư về rồi. Thư ơi. Được rồi. Mẹ đi. Em đi về. Làm gì đây? Bố ra. Anh không về không được đâu, bố đang lo cho chị đây. Em biết ở nhà bố đang lo cho em như nào không? Mấy em còn ở bên này. Tao ở đâu phải là việc của tao. Còn tao đang sống ở đây rất là bình thường, rất là hạnh phúc. Tao chẳng có vấn đề gì mà tao phải về nhà cả. Tao phải về. Đúng rồi đấy. Hạnh phúc nhưng bố em không hạnh phúc được kìa, thưa ạ. Anh đang rất lo cho em mà bố em đang rất lo kìa. Bố tao lo hay không là do cái mồm mày đảo ra ấy. Mày lúc nào cũng phóng ra câu chuyện lên để cho bố tao phải lo lắng. Loại lúc này mẹ ăn không nói có. Đấy em xem bề thư quá. Chị nói quan như thế, bây giờ quan xong cứu chị rồi, chị nói như thế à? Bây giờ tốt nhất thì đi về đi. Em tỉnh ngộ lại đi Thư ơi. Nói việc chuyện này bạn đừng có nghe lời nó. Bây giờ đi ngồi vào. Chị không ở nhà nó được mái đâu. Không phải việc của mày, hiểu chưa? Còn em ấy, em ở nhà nó được cái gì? Ở nhà mình có nhà cao cửa rộng, nhà cửa đầy đủ thì không ở. Nhà nó nghèo rách như thế em sang ở làm gì? Tao không về bởi vì một khi nào về ấy là bố tao bắt tao lấy cái loại khốn nạn như mày. Tao nói tao mới về nhá. Anh cứ làm gì? Anh tốt với em, anh tốt với gia đình em đấy mà lại nói anh vậy. Mày tốt là tao rồi. Nếu mà mày không khốn nạn ấy thì Thư sẽ yêu mày rồi, mày hiểu chưa? Bạn ơi, tôi quá sai lầm khi ngày xưa mà nó lừa tôi yêu nó, chứ còn tôi không có tình cảm gì với nó cả, bạn ạ. Thì tôi nói, thằng đấy tiền là lương liệu. Mày im mồm vào cái con này, mày không là cái gì đâu, mày đừng có tiêm kích để mà Thư nói tao. Mày bạn bè đéo gì? Mày đi xíu làm gì? Thư dũng, lôi đi về. Bỏ ra ra. Em đi về. Bỏ ra. Bây giờ đi về. Lên xe, lôi lên xe. Bỏ ra, bỏ Thư ra, mày là cái thá gì? Bỏ ra, Dũng ơi. Đi ra chị, đi ra, đi ra, đi ra. Bỏ Thư ra, bỏ ra, đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra, đi ra. Tôi nói mày biết nhá, mày đừng có vấn đề thế. Nhưng mà bố đang chỉ mấy hôm nay rồi. Đi ra. Bây giờ chị không, chị lo, bố lo cho chị nhá. Tất cả mày nhá, mày là em đang thật. Mày đừng xuất ra như vậy. Mày lên em ơi. Bây giờ chị đi về. Bỏ ra. Quang ơi. Mày đi đường không? Hả con này? Mày đi đường không hả? Đánh biết chưa? Chị đi về đi.
Cầm cái mồm vào. Bỏ anh Quang ra. Ơi. Bỏ ra. Anh Quang. Chị đi về. Cầm mồm vào. Đi về. Chúng mày đi. Đừng có phải thôi. Lên xe. Mày đừng kiểu ép người mày lên xe. Lên xe. Lên xe. Em ơi. Tầm này anh nói với em này. Kể cả thằng Kiên cũng không cứu em đâu. Lên xe đi về. Bỏ ra. Đi ra. Chị đi về đi. Này tôi nói với cô nghe không? Lên xe đi. Đi lên. Khốn nạn. Giờ chỉ có đường ở nhà nó được mãi đâu. Ta sẽ bảo bố tao và về xử lý mày. Thả biết ra đã. Lớp bố vào. Chúng nói trong đấy là... Chúng kệ nó. Bỏ tao ra. Chạy đi anh ơi. Chạy đi anh ơi. Đi với em chồng với nhau này, tao bắt Thư về là chuyện đương nhiên. Còn gia đình Thư bây giờ đang rất cần Thư, mày không thể vào giữ Thư ở nhà mày được. Mày quay hết clip của tao để tao xem bộ mặt của nó nhá, đưa cho bác Thắng. Rồi em quay hết mày. Tao rồi. Mời mày luôn. Này, Thư không về nhá, mày bắt ép Thư hiểu chưa? Tao bắt ép cái gì? Tao mới bắt ép. Mày là thằng dụ dỗ mà lôi kéo Thư ở nhà mày. Tao nói cho mày biết này, nhà mày chả có cái đéo gì đâu. Mày nhìn nhà Thư này, nhà cao cửa rộng, nhà cấp 4, nhà rách nhiều lắm. Thế tại sao? Này, bạn tao làm gì mày? Bạn tao làm gì mày? Nó xin vào trường thì tao làm gì? Cho em mày quay đi. Bố chị quay này. Mày mặt nó luôn. Ai mày muốn thả Thư ra? Bố chị quay này. Bố mày tát mày 1-2 cái còn nhẹ. Tập thêm 1 trận đâu. Tụi mày xuống đây. Tụi mày thích ai hả? Thích ai? Mày thích cái nào? Xuống đây. Bỏ đây này. Mày thích ai? Chị tao đã về rồi đấy. Chúng mày không được gặp chị tao đâu. Bố mày ơi. Làm gì? Hả? Làm gì? Này. Hả? Ăn của bố này đấy. Mày đừng thách bố mày. Đứng đi. Mày giỏi ai? Mày giỏi mày vào đó. Hả? Tao còn bố mày. Còn bây giờ chúng mày cũng về không? Vâng, chắc còn bố. Bản Linh đi. Bản Linh đi. Xuống đây. Hả? Bản Linh xuống đây. Bố mày bảo này, các con của bố vào đây, giỏi lên đây. Mày chẳng có hay không? Chẳng có hay bố mày, chúng mày cứ bảo đây nha. Này, thằng nào đủ Bản Linh thì xuống đây nói chuyện với tao. Còn nào mày đừng có mày ép buộc tôi như thế. Thư không thích về nhà ấy thì mày đừng có ép buộc. Rồi, mày lấy cho con thuốc à? Ta xem mày làm gì. Mày vào đây, mày đi vào đây. Thôi, mày không bỏ xuống đây. Rồi. Ôi, còn cái con danh con nữa. Mày biết này, mày cũng chả mày xíu chuyện của tao cả nó. Còn mày mày á. Thì cả nếu chưa, mày chưa cưới Thư, mày chả có bắt Thư về cả mày đúng không? Tao thích kế thì sao? Loại khốn nạn như mày ấy. Này, cái mồm mày cẩn thận nhá, không đến khi mồm mày con nào. Mày hộ tao mày chút đây. Con thằng con bay vào thằng Kiên vào đây đi này không dám xuống ấy thì đừng có hoang loại sợ loại chó chú dục đéo đâu xuống đây bản đi vào đây này vào đây này nhà của mày đéo đâu mà tao bảo mày xuống mở cửa ra không mày mở cửa ra bố mày này mở rồi trong đây đây này tao đã bảo Linh đây tao xuống tận đây rồi ấy, thì mày dám xuống đây thì mày nói chuyện với tao mày hiểu chưa nhà bố mày như là làm gì làm gì nhà tao không về đâu. Mày làm gì nhà tao? Thôi mà. Không là đấy. Hết đó, mặt ạ. Hết đó. Làm gì? Làm gì nhà tao? Chúng mày có về không? Chúng mày về không? Hả? Mày có về không? Mày có về không? Mày có về không? Mày có về không?
mày khốn nạn đấy. Còn chị tao đã về ơi, chúng mày xác định gì không lấy được chị tao nữa đâu. Mày xuống lấy xanh mấy lọ mắm tôm với cả nước cả bồn cầu tất rồi mà. Này chị chưa đâu. Muốn xem đâu. Nước mùi hôi đấy. Hả? Mày đi nước bồn cầu à? Này, tao nói cho mày biết này, nước này em uống nước bồn cầu nhá. Chúng mày người đi. Mày xuống nước một thau nữa đây. Mày khốn nạn vừa cho Dũng ạ. Mày xuống nước một thau đây. Mày ném xe nào? Mày ném đi! Mày ném xe nào? Mày ném đi! Mày ném vào đây để bố mày kiện mày cái tội phá hoại tài sản của người khác con ạ! Ném đi! Hả? Đi em chú! Tao xem làm gì? Con đẹp thế! Đừng gọi là nhà phải! Đừng gọi là nhà phải! Mày rất là nhiều hiểu chưa? Rát con giúp 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 giúp. Thế nào? Rồi, thế nào? Đây, làm nào. Thế đây đây. Rồi. Mày bắt đây. Rồi, con lợn này. Mày không gặp mày dọa ai? Ủa, mày đang dọa ai? Cứ đi em, ai cứ đi em. Mày, dọa ai? Đi làm gì? Chú mày đi làm gì? Mày vào đi. Ủa, tao nói mà mày biết này. Thư ấy, một khi đã về nhà này rồi ấy, thì mày không có cửa mà nó bắt được Thư đi nữa đâu. Còn tao với Thư chắc chắn tao hứa cái này luôn này, một danh dự này. Tao với Thư sắp tới sẽ cưới nhau, cho nên đừng có mấy hy vọng gì cả. Này, có được không? Mày quay video mày uống phê bảo hả? Tao chả vui cả. Tao lấy cái hình ảnh ấy, để tao xem anh em này dám phá không. Hình ảnh của mày ngoan. Quay video mày để hỏi ý kiến mày nhá, hiểu chưa? Tao về hỏi. Có vẻ không? Thất mặt để cho mày cũng về không? Thất mặt mày nói ấy. Đéo. Ôi, tắt đồ đấy. Nhắm một bố mày cái. Bắt đuôi anh. Bắt đuôi không? Hả? Mày ném đi. Bắt cho phát đi. Phát đi. Đi về. Phát mầm tôm phát vào mặt nói này. Bắt luôn. Hả? Ê. Cái gì nhỉ? Làm gì được ta? Làm gì được ta? Nó không vụ được đâu, nó không vụ được đâu. Làm cái. Cái làm cái. Cút về không? Chúng mày ấy. Đéo tuổi luôn. Mày cút về không? Cái mồm bây giờ cái con chưa? Ờ. Đấy chưa? Cầm dậy cho ai? Tao xem mày ấy. Thư ở nhà được bao lâu? Thư đây đéo thích ở nhà ấy thì khẳng định mày luôn. Thư ở nhà đâu? Mày biết không? Tao được ở nhà rồi. Đóng túi đi, sao đây nhá. Mày cứ yên tâm đi. Thư đéo được đéo mua ở nhà nhá. Mày nói gì? Mày nói gì? Bạn Linh Thương Thương ấy. Mày bảo ai? Thôi anh tao lên, tao vào, mày dám không? Thôi đi anh. Thôi. 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 Mày đéo đi. Mày đéo đi. Mày ném cái túi ném vào đầu các bạn. Ném đi. Cút. Không làm gì được cay. Đó làm gì được mà. Ném lên lại cho phát hình lại cả hồn luôn. Ném lên anh tương cho phát mồm luôn chứ không nên con này. Thư đâu rồi? Rớt trong phòng chưa? Trong phòng rồi. Không ra được đâu, quay trái cửa nhá. Chìa khóa luôn chứ. Chìa khóa tí vứt anh cầm chưa? Được. Để mai anh sang đây ở xong anh canh chừng nhá. Không để đây đâu. Còn bọn danh quan này nhá, thích tên nào được. Thì đấy. Cứ lại giá đến mà thằng con kia mình ném lên anh cho cái viên gạch để mồm luôn đi chứ. Chả thế. Anh sợ đéo đâu. Rồi. À Thư, bây giờ Thư về như này nhá, ăn uống cái gì? Hay như nào bảo anh mua ở quần đâu ấy. Cứ suốt ở trong phòng. Khi nào đi ra ngoài tắm rửa thì mình canh chừng cho ra. Còn đâu không thôi, không cho ra. Rồi. Nói chuyện gì thì anh em mình vào phòng nói chuyện. Nghe chưa? Còn kệ nó. Thôi thì em vào em xem cho Thư thế nào. Ê. Thư đâu rồi? Thư trong phòng rồi. Mở cửa ra xem nào. Bật đi lên. Thả đi. Tôi cảnh cáo cho cô biết nhá. Bây giờ tôi lôi cô về như này là tôi muốn tốt cho cô. Đừng có bao giờ nghĩ là chống cự hay là một trốn thoát gì cả. Bố cô đang rất lo cho cô ấy. Đợi khi nào tối bố cô về nhá. Nói chuyện ba mặt một lời. Bây giờ ấy, mày không có cái lý do gì với cả trách nhiệm gì mà mày cho tao vào đây cả. Mày nhớ tao vào đây. Tao phải ra ngoài, tao đi học ra tao. Đi ngủ ngồi đấy. Đi lên trong phòng đi. Em xem quá là ngu muội. Giờ chỉ phải nghe anh qua là đi. Tốt nhất này, ở trong cái phòng này ngoan ngoãn nghe lời tôi bảo gì thì nghe đấy. Sao tao phải nghe mày? Hả? Tôi sắp cưới cô rồi đấy, đừng có cãi. Tao cưới mày, không phải lo tâm cưới mày, mày bị ảo tưởng à? Hả? Em xem đấy, bây giờ nghe thằng Kiên về các anh chửi anh như này đây. Còn bây giờ mày cứ hành hạ tao đi. Thì bố tao về ấy, ta sẽ nói cho bố tao biết. Em cứ nói thoải mái, anh bây giờ anh bắt em về này là tốt cho em. Đóng cửa. Khóa rồi anh. Anh hạ tao đi nữa rồi, tao đi.
Từ nhà thì điện anh bây giờ em chừng cẩn thận là anh cũng vẫn còn tình cảm với cô một việc. Nhưng mà từ nhà em bảo anh luôn. Nhá. Em ở nhà canh 24/24 chứ tôi không ra được đâu mà. Đấy, cứ canh chừng có cái gì thì bảo anh. Kể cả bọn này nó sang thích thì phát một luôn, biết chưa? Nhá. Cái con này bắt được Dư về đấy, mày thấy chưa? Mai mày cũng cẩn thận, tính toán thì mới bắt được Dư về như thế. Cô vào xem Thư nói chuyện với chị tình cảm như thế nào. Anh đi ra uống nước thôi.